Dâu và con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với em Vici trong series bình luận về lên server. Ngày hôm nay chúng ta đang ở server Taiwan, vì mấy server kia chế độ nó cũng như vậy mà, nên là mình lựa chọn server Taiwan để PK cho nó sướng tay và sướng mắt nhé các bạn nhá. Taiwan ngày hôm nay của chúng ta chỉ có chế độ kế thừa rồi nha, đúng không? Một cái chế độ kế thừa. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm đối thủ đầu tiên của MBG đi. Đây sẽ là ai nhỉ? Đối thủ đầu tiên, hãy lộ diện. Clip này mình làm hơi muộn một tí, thì hôm qua thức muộn nên là sáng ra bảo định chơi ở server US nhưng mà mãi không dậy được. Nên là đến lúc dậy được server US nó hết con mẹ chế độ đó rồi. Ok, đó là Big Bang, một vụ nổ lớn và gặp ngay nhóm nhạc mà tôi cực kỳ yêu thích. Bây giờ chả nhẽ tôi lại đánh cho thần tượng của tôi mẹ mà lên bờ xuống ruộng hay là thế nào đây các bạn? Thật sự là rất khó nghĩ nha các bạn nhờ. Vì mình là một trong những fan hâm mộ của Big Bang nha anh em nhá. Vụ nổ lớn đây. Ôi dồi ôi, thế này thì tôi lại đánh cho Big Bang mẹ mày đi bụi rồi. Tôi có nên làm thế hay không? Và quýt luôn đến từ Big Bang. Vâng ạ, rất chiều lòng người hâm mộ nha anh em nha, cực kỳ chiều lòng người hâm mộ. Khi mà biết tôi là một fan cứng của Haru Haru thì ngay sau đó nhóm nhạc Big Bang nổi tiếng của ngày xưa đã nhường chiến thắng cho tôi. Hợp lý nhở, mình nghĩ đó là một cái gì nhở, cái lối hành xử hợp lý đến từ Big Bang. Đối thủ tiếp theo của chúng ta là Maximizer đến từ server 22, một trong những nhãn hàng nội y cực kỳ nổi tiếng ở trên thế giới. Maximizer mình sẽ lấy ra CEO đi các bạn, thằng này hay hồi sinh lắm. Benny hay là Ochi nhỉ? Lấy nốt Ochi thêm khả năng hồi sinh. Lấy mẹ ta đi. Kèo đấu này liệu chúng ta có cơ sở để giành chiến thắng hay không? Kèm bạn có Iori zi kula và Vici. Iori zi kula và Vici. Nhớ ra rồi nha. Đây đội hình ra sân của mình với xuất hiện của Rugo Benimaru, Lóc Rugo và Benny nha. Khá khỏe nhờ. Vô công chua cực kỹ là người sao hồi sinh được em ơi. Con choáng nhỉ. Chạy đi đâu rồi các bạn? Còn chạy lên quạt. Hai cháu đả kia thì lên quận hoàn kiếm ạ mẹ. Ôi giời ơi, đúng là con trai của ta mà. Đúng là con trai có khác anh em ạ. Có ba, có hai con đả, ba con. Trời ơi mẹ, hai đả một kỹ nó vẫn lao vào kỹ được. Rồi, con trai của ta giỏi, nó giỏi luôn em. Cái được của nó đấy, hồi sinh à? Đúng như mình tiên đoán luôn nha, Rugo hồi sinh. Vậy kèo này, hồi sinh kèo này ngay chừng không ổn lắm nhỉ. Hồi sinh kèo này ngay chừng không ổn. Ôi không làm gì được nó nha. Athena, có choáng thằng nào không? Có choáng thằng nào không? Úi dồi ôi, không có choáng thằng nào cả. Vici. Come on. Bài chắc đi scoop thế cơ à? Có lẽ là mình thua ngược chúng ta dễ lắm anh em ạ. Mời dễ lắm ạ. To rồi, biết thấy mà. Bài Rugo hồi sinh này đúng là mẹ con trai của tao khác, ăn cháo đá bát nuôi thằng này đúng nuôi òng tay áo rồi anh em ạ. nuôi Rugo là một sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Đúng kiểu nuôi ong tay áo. Đúng anh em, mẹ ong này mẹ nuôi ong tay áo, mẹ ong to chứ không phải là ong nhỏ đâu anh em, toàn ong to thôi. Clark đi và cả nhìn cái bắp tay của anh thôi đã thích rồi. Single và Athena khả năng phá bút. Úi rồi ôi, chẳng nhẽ tôi lấy Clark tiếp, tôi có một thằng Clark rồi nhưng không. Quả bắp tay của Benny nhìn nó thon gọn và nó hấp dẫn hơn so với quả bắp tay của Clark. Bên phía bên kia là Katemia. Sẽ làm sao mà cưỡng nổi Benny với cả Athena đây các bạn. Úi rồi ôi, tưởng 3 chị em thì Athena, 2 chị em thôi à? Được, 2 chị em thì 2 chị em, 2 chị em thì 2 chị em, 2 chị em của em đây em mua cho chị xem. Hai bàn tay của em đây em mua cho chị xem. Bất tử anh em nhỏ. Lại còn giấu hai con kia đằng sau. Bất tử à? Mấy người đi bất con mẹ này nó tử hộ thân à? Nhờ anh em nhờ, Benny này thì bất tử hộ thân đấy à? Chúng ta có thể nói là như vậy khi mà có cả Athena để đi cùng nữa, hai Athena đi cùng luôn chứ không phải một mình Athena nữa. Quá phải là bất tử. Lắc còn nhớ là con nộ nhá. Lắc này là con nhớ là con nộ. Xét cháu tê hết con người lại. Đấy làm quả giật xét thôi mà các cháu đã tê hết con người lại rồi. Thế này một mình Benimaru gánh hết các bạn ấy rồi. Tôi cho ta con Benny kia. Là có phải một đôi mẹ, đôi Benny đôi Athena hợp lý không? Láo à, thằng Bích à, Benny thằng Bích đối đầu với Benny thằng Hiệu à? Đúng không? Chơi thằng Bích, chơi thằng Hiệu à? Này, tôi này đẩy single lên mình nhịp nhàng. Đấm của nó đẩy lên một tí nhá. Showtime. Đấm thì đẩy lên một tí nha anh em. Cho đấm nó sướng. Từ nãy giờ mình giết hết tướng của nó rồi. Không, từ nãy giờ mình giết hết tướng của nó rồi. Mày đấm ai thì mày đấm đây. Mày đấm ai thì mày đấm đây. Rồi ôi, còn tiếng nữa đâu các bạn. Mà lựa chọn single. Sau khi mà Clark tung cú đấm này thì chắc chắn sẽ đẩy Benny lên nhờ. Chấp nhận hy sinh người em gái Athena 02. Úi ôi, quả câu lặng được của nó đấy. Thôi lại đẩy lên nhá. Đẩy lên trên những người anh, những người em nhá. Chơi với những người anh, những người em nhá. Lên trên những người anh, những người em nhá. Nói chung là không cưỡng nha các bạn nhá. Quá khó dành cho thanh niên xe ống 4 này khi đối đầu một Benny đang trong động thái sung sức như thế này. Không ngán bất kỳ một ai cả. Giáp còn, tiền còn, tất cả mọi thứ đều còn. Ngán nhè. Độ à? Độ tôi. Nào, bây giờ hết khiên rồi đấy. Anh hết khiên rồi đấy. Nhưng mà anh vẫn còn đang rất nhiều team. Vâng là team đang được thả đến từ vị trí của Benny. Thả team trên bản đồ. Những khiêu khích cái nhè. Nào, làm quả này thì về nó lại ngược lại đây. Nó về ngược lại. Nào, Clark mới đấm lên. Mới đấm lên để anh lên thêm một khiên nữa cho nó chắc cú. Mới đấm lên để anh lên một khiên nữa cho nó chắc cú ơi. Không đấm à? Láo nhỉ, cho đấm mà nó không đấm được nhỉ. Đấm Tôi xin không đấm này. Tôi lại lên thiên rồi. Nghĩ ra một cưỡng vậy. Wow, mẹ quả chảy máu không chết hay là Kate có chí tử vậy. Đưa anh em. À, tính gì muốn giúp hai độ đấm vào Benny nhưng mà cái bài tiền quá khỏe. Khỏe là mẹ bonus thêm và hồi máu của Athena đấy. Bất tử là nhà A lại còn có giải kìa. Lại còn có giải cơ à. Tôi 9 rồi. Tôi 10 mình nó sắp đào nó. Không được cả nhà. Tôi xui vẫn được. Showtime. Không được, không sắp đào nó được. Mẹ đúng không? Chúng ta không thể knock out nó. Chúng ta chỉ có thể thắng nó theo một cái phong cách mà nhà bạn vẫn còn sống mà thôi. Ok, đó là trận đấu thứ 3 khi mà Maximizer, một nhãn hàng tài trợ về nội y cực kỳ nổi tiếng trên thế giới, đã phải chào thua dưới tay của em Minz, đối thủ thứ 4 mà chúng ta gặp. Đây mẹ vừa nói Maximizer xong có luôn Maximizer, EGG và single. Ủa, mẹ không phải single mà là mây lý. Mây chờ về Athena. Rồi tôi lấy mây chờ đúng không? Dù sao mây chờ nó cũng có đến 3 khiên. Như thế tem bạn sẽ có một tem hồn rùa. Mây chờ cũng rùa, Athena cũng rùa. Lại Kate ạ, lại single tem bạn cay nhé. Kate bù lại mình sẽ có chị em. Chúng ta sẽ có chị em chị ở đây được. Bù lại chúng ta sẽ có chị em nhá. Chúng ta sẽ có chị em. Choáng nhè, cay nhè. Rồi, chị em rồi, chị em phê phế rồi. Chị em cây khế đây rồi. Chị em nhà cây khế đây rồi. Chị em nhà cây khế rồi. Dụng hết cả trứng. Chị em cây khế khác anh em ạ. Chị em Amia khác dụng hết cả trứng rồi. Mày để con vai, mày để con Athena đấy, mày lại ngu ấy. Athena đấy tôi lại băm sát con Athena ra đấy đúng không? Chả thấy ngu này. Để Athena đấy thì lại quay sát thôi em. Tỉnh để tôi chém cho Athena bay mẹ mất xác luôn nhỉ. Quá không có được chiều nhỉ. Rồi nó phải đẩy ngược ta tay lên. Đẩy single. Đẩy single lên lên rồi. Nó vẫn còn thằng 5 lets. Còn hồi sinh còn khiên rồi các bạn đúng không? Còn 2 cái hồi sinh. Còn 2 cái khiên đến từ mấy trò đấy. Biết rồi. Single này phải giết rồi. Ủa vậy phải chết. Cũng phải sống hơn được nữa các bạn. Lấy số phải chết. Cũng cho phép nó sống hơn. À, đẩy đi để giết vai nhau. Được thôi. 様を打ち砕く家絶対おい貫く大 được chúng ta sẽ rút thêm một khiên nữa cho con vai. Hãy tỉnh phết anh em ạ. Mày quá không có động chiêu. Luôn. Từ từ nhưng mà vẫn còn tướng. しません。目障りよ。全てを私に。それ。Takuma. Đục được thế nhỏ. Chị em mà ngay chúng phải căng thẳng. Mình chờ yếu thế nhở, mình chờ đuổi thế nhở. Lúc mà nó có tuyệt kỹ thế à? Hay thật, đúng rồi. Giấu gì phía sau tuyệt kỹ cả đôi mà cùng lại. Nó ăn thua rồi. Lúc còn Takuma, lúc còn gì nhở? Còn con Athena lại lên nỗ bên cày. Thế lấy Athena nhở? Chị em hỏng hết rồi. Chị em hỏng hết kế hoạch rồi. Ôi, chị em hỏng hết kế hoạch rồi. Tán vỡ kế hoạch với chị em rồi. Ah shit. Rồi, chúng ta sẽ trả thù game đấu tiếp theo đi. Không thể ngờ được là Kate nó quá cứng. Với cả mình cũng đèn đi. Cũng đèn lại vì con single nó cao tơ mấy phát liền. Đéo dùng được tuyệt kỹ. Đúng anh nha, cũng bị single nó cao tơ cho mấy phát liền. 4 tơn đầu. Làm con vai của mình đéo nộ được. Xong rồi bị chết mất oan mất một mạng. Ồ là mình đã biết thị thiệt mất một cái tuyệt kỹ rồi. Cũng đen. Nói chung là cũng đen, hơi đen một tí thôi. Không sao cả, tất cả những cái đen đủi thì thanh niên này sẽ phải gánh chịu. Vâng ạ, đây sẽ là một người ta gọi là sự trả thù đến từ em Minz. Hay tiếp tục lún sâu vào con đường của thất bại thì anh em cùng chờ đợi xem. Úi dồi ôi, mẹ kèo này mà không lấy vệ thì cũng chết. Ôi mẹ Rugo ơi, Rugo cho đéo tin mày nữa. Mẹ vừa nãy lầm tin em sẽ lầm tin phát nữa đúng không? Vừa nãy đã lầm tin em rồi, bây giờ lầm tin em phát nữa để tôi học. Tôi không thể tin được, tin nó nhiều quá rồi. Tin thằng này thất vọng lắm rồi. Thất vọng thằng đi nhiều quá rồi. Lâm tin vào nó. Để hai mình đêm lên ạ. Mẹ, tôi đang hơi giật mình một tí. Hơi chuối một tí. Chuối à? Hay nó sửa soi vào cào hai con phi lên nổ, ba nổ chết sực quá nhỉ. Quá khó xử. Những chiếc hỏa tung vào này giết con roi. Con nổ nó giết roi. Đúng nha. Roi vào quái. Đá chắc béo chết rồi. À về còn một nó vẫn đang. Đây là sợ hồi xịt mạnh. Cái kiểu thế hay thế lắm nha mẹ. Cái giống đời hay thế lắm. Giống đời hay thế lắm anh em ạ. Ở bên mình như thằng phế vật sang bên bạn thì lại quá siêu nhân. Đúng không? Kiểu này không chết nữa thì do số nó chưa biết làm thế đéo là được, đúng không? Mình xin số phận nó đã ăn bài mình cũng chịu thôi, như là giảm tỷ lệ chảy máu thôi chứ cứ đéo là được. Nào, mày đúng không? Đã ăn giảm tỷ lệ hồi máu thì con hồi sinh. Ê, tôi chưa quên mất con cả thằng này đấy, con này cấm hồi sinh mà. Thôi. Ui tôi thì phải lấy cái gì đục hai con bỏ mẹ đây bây giờ. Come on. Trời ơi. Lấy cái gì? Bắt để heo à? Lấy cái gì đục hai con Mary với cả cái kia vậy trời. Ua, cái con lắc nó nhảy đả như nhảy kỹ này bao giờ không? Này ạ. Nó nhảy đả cứ như kiểu nó đang nhảy mà kỹ vậy. Quá cay đắng. Chúng ta tiếp tục lún sâu vào con đường của những trận thất bại. Được rồi, cờ bạc ăn nhau ở canh cuối nha anh em nha. Liệu rằng canh cuối này có giúp cho em Minz gì nở mày nở mặt hay không? Rồi lại các cụ có câu là cờ bạc ăn nhau vào canh cuối rồi. Game đấu này cũng vậy. Đây sẽ là trận đấu quyết định, đúng không? Thắng trận này coi như thắng cả ngày nhé các bạn nha, đúng không? Không thể đẩy mãi như thế được. Thắng trận này coi như thắng cả ngày. Leo dị đi các bạn. Cái cơ bản leo dị cũng ngon hơn. À mẹ mày. Kiểu này thì các chú xác định rồi à, sẽ ưu tiên những con mà úi dồi ôi mẹ mày. Khó rồi đấy. Nhìn tưởng dễ mà lại không dễ nha mọi. Và nét thì cay nhè. Nó đấm thì mình phát thì mình. Tổ bộ chắc chắn trong 3 mét. Nhìn đội nhìn tổ bộ nhìn sang bên cu và trước, đúng không? Nhìn trong cu và sau. Rồi mình vã được nó phát không? Chán thế này thì cũng đéo cái thằng nào mà lần anh em ạ. Đéo hồi sinh mình cũng ăn cứt. Khó nhẹ. Và nét trầu thế. Đấm phát. Thấy mẹ ông mặt trời điên luôn. Body 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 body. Có màu trang hồi sinh. Anh em này bớt được cái gánh nặng. Nè. Không có xì xì đâu. Xì ghê. Đi nhất vào mày ấy. Hồi sinh lại. Hồi sinh lại. Ôi mệnh nó chứ lệ. Hỏng rồi. Mà thôi cũng được, đúng không? Hồi sinh dậy thì mình dễ đánh, mà không hồi sinh dậy thì cũng có cái kiểu đánh của không hồi sinh dậy. Ngăn ngã mấy con Vici con hao hát rồi. Một mẹ hao hát. Body 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 body. Ngăn ngã mấy con hao hát quá nha mọi người. Ra một lại kia mình sốc. Ý sợ nó lên được chiêu nhiều bất lực. Body 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 body. Đây rồi. Tao sốc cây thế. Hai chị em này đéo vã được cái hiệu ứng gì ạ, sợ thật. Body 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 body. Ba là cái hiệu ứng gì luôn ạ, hai chị em này chết. Em này chết tôi. Hajimemashou. Chắc các bạn. 5 lép chắc. Sama Uchiha. Rắn thì chắc là ok rồi. Cái chiều của em ok, vẫn ăn nhá. Yes, các bạn ăn nhau canh cuối và trận đấu cuối cùng thì chiến thắng thuộc về em Minz. Bây giờ tôi đã bảo các bạn rồi, các bạn có thể thua những game trước cũng được mà game cuối không được thua, đúng không? Nó phải là như thế. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho em Minz cũng như là series bình luận về cả lên server này nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.